Hôm nay anh em mình trời lạnh quá, không có làm cái tàu lớn được. Thế là nghe lời thằng Đạt rủ kéo cái tàu nhỏ về tháo nát luôn cái phần center console luôn rồi. Bây giờ nó đang tháo xuống bình xăng nó coi. Đây, center console tháo xuống quăng dưới đây luôn rồi. Thì top quăng kia lật ngửa luôn. Hai cái đó, cái center console này nó gớm quá, build lại cái mới. Cái sàn này đang inspection coi bình xăng này nọ, nếu mà không được thì tháo bình xăng ra luôn. Đó, giờ Đạt đang khửi mấy cái siêu của cái gap ra rồi giật cái nắp bình xăng ra coi như thế nào. Ok, khi nào làm xong rồi chiếc tàu này tu nắp lại chắc cũng mất 1-2 tháng. Ok, hôm nay chủ nhật anh em mình lại tiếp tục giải quyết chiếc tàu. Hôm nay là skip chiếc tàu lớn đi, chiếc tàu lớn cho ngưng vài bữa. Giờ giải quyết chiếc tàu nhỏ. Đây là cái center console bữa đem xuống rồi, hôm nay Văn đang cắt đây, phải redo cái center console này lại. À, tàu đem về. Hôm nay anh em mình tháo hết đồ rồi, bây giờ mình phải giải quyết cái bình xăng này. Hôm nay là lấy hết xăng trên bình xăng này ra, giật cái bình xăng này ra để coi tại sao mà nó store nước dưới đây. Đó, cái bình xăng, cái hộp bình xăng này nó có nước nữa không? Biết quay thấy không này? Đâu rồi? Đây. Đó, dưới đó có nước. Thì bây giờ phải kiểm tra bình xăng này. Chắc là thay cái bình xăng này rồi, nhưng mà hút hết xăng ra xong giật cái bình xăng lên kiểm tra nó. Có thể là cắt luôn cái live well này. Cái live well này choáng quá, bự quá mà nó không có effective. Nên có thể là cắt cái live well này ra xong rồi redo nó nhỏ lại cho nó gọn. Rồi làm rod holder này nọ. Cắt luôn cái hộp ở dưới đây, hộp như access này nhỏ quá, làm còn bự hơn chút. Đó, trình hình sofa lần văn nó đang chuẩn bị đập phá phần 2 của cái tàu nhỏ. Ráng làm cái tàu nhỏ này xong cho sớm trước khi mà mùa hè năm nay mới có đi chơi chứ. Ok, khi nào mà làm xong rồi chút nữa update. Đây, Văn đang chà cái center console này để cái bố mình pháp in mấy cái fiberglass rồi mình sơn lại. Đó, em làm việc vất vả ghê chưa. Quan cảnh là coi như là mình đang hút xăng xuống từ cái bình xăng lớn ở trên xuống cái bình 115 gallon này. Nãy giờ là vô xe của con Đạt hết 4 bình 5 gallon rồi đó. À, coi như mai nó được 6 triệu đồng tiền xăng free rồi đó. Đó, đang ngồi nó canh xăng nè, má thấy xăng free ham lắm, ngồi canh nè. Đó, ghê không? Bữa nay đi buôn xăng. Buôn xăng luôn. Đó, hút cái bình xăng này ra mình mới đem nó ra được, mình mới kiểm tra được. Bình xăng này chắc mình sẽ thay rồi, mình không có xài cái bình xăng cũ này nữa, giờ mình xài bình xăng nhựa. Ok. Đó, bình xăng nhựa này. Bây giờ quan cảnh của chiếc tàu đây. Nát tan tan ra luôn rồi chiếc tàu này. Má làm như anh em này có đập phá, mua tàu nào về cũng đập phá. Đây đằng kia dưới phá còn dữ hơn kìa. Đó, đang build lại cái center console, đang làm cái template nó. Build lại cho nó cao hơn chút. Làm vừa ý mình hơn. Đó, khi nào xong anh em mình sẽ update, nhưng mà chiếc tàu này sẽ nhanh, trong vòng 2 tháng là sẽ xong. Rồi có đi câu cá chứ ghiền quá. Thấy ủa hội đam mê câu cá, anh em đi câu gớm quá mà mình đứng nhìn không à. Phải có chiếc tàu đi câu chung cho vui. Ok, hôm nay là thứ ba nha. Hôm nay là tiếp tục tập 2, hai anh em mình Diền Văn làm cái center console này tiếp. Hiện tại là mình đã bắt nó vô cái frame cũ rồi. Đó. Mọi thứ là hoàn chỉnh rồi đó. Mình range nó lên khoảng 4 inch nữa so với cái center cũ. Đó, nó thấp ở đây thôi. Ở đây nè. Rồi bỏ lên thêm khúc nữa cho cao lên để cái mặt này được đồng rộng để mốt mình mau được nhiều đồ. Đó. Thì bây giờ là quá trình này là mình Nguyên Văn chuẩn bị fiberglass nó, tháp pin nó. Giờ trước tiên là mình mất nó xong mình trét hết mấy cái corner cho nó dính. Rồi sau đó mình chắp trên nó mỗi khúc. Mỗi phía là 3 lớp luôn cho mày dính solid luôn. Đó, sen nó sơ là quất nó luôn. Sen bỏ cái treo cốt xong rồi quất nó. Ok. Update sau khi mà mất nó. Rồi hai anh em mình Diền Văn mới mất xong cái cushion board vô cái center console rồi. Đó, hiện giờ hiện trạng của nó là như vậy. Giờ hai anh em đi ăn đây. Đi ăn xong rồi chờ nó ráo ráo chút xíu về. Là coi như quất fiberglass cho luôn, coi như là lót hết fiberglass, lay hết fiberglass hôm nay luôn. Sen nó sơ rồi mới
Cạo được lá được. Cái này thường thường thời tiết này chừng 2 tới 3 tiếng là cứng rồi. Ok, cái gì xong sập đây. Thì các bạn sau khi ăn no, anh em chúng tôi trở lại làm tập 2. Bây giờ là giờ của anh Văn cắt fiberglass để chuẩn bị fiberglass cái center console này. No rồi giờ nó ủ này nha, rồi cắt nội dụng về dụng đó thấy không? Rồi nó ráp như là nồi dẻ ráp vậy, nó ráp góc 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 thấy không? Đó. Hello, Đó. tới giờ rồi, tới giờ ẩu rồi. Đó, tới giờ ủ rồi đó. Thay vì cắt con miếng nó cắt tàn là dễ rách luôn, nó ráp góc không à. Rồi. Đó. Kêu. Coi như là phần này là xong cái thằng chính giữa ở trong rồi đó. Lót hai bên rồi, giờ lay cái thằng ở giữa đây. À, thấy chưa? Clean. Coi như là inside là tạm ổn. Nó khô rồi là đứng nó lên rồi. Sen cái thằng treo cốt này rồi. Ụp nó ngoài một cái nữa là ba lớp chắp ren nữa là solid luôn. Đó. Văn đang rô. Thánh ẩu đã hoàn thành công việc. Ngoài thánh ẩu. Ghê chưa? Ở này miếng nối nè. Đây là Văn tiếp tục ẩu 2.1. Đó. Giai đoạn roll fiberglass vô cái inside của cái console nha. Đó, giờ thấy cái đẳng cấp ẩu của Văn chưa? Đó. Fiberglass là không có được cắt nát ra nghe Văn. Thấm đều nha chưa? À. Lỗ đâu? Có cái lỗ rồi đó ông ơi, xong que ra hiên. Đây nè, đó, có cái lỗ rồi đó, đó. Lỗ của cái đèn cũ đó. Đó, giờ anh em mình lót một lớp chất trên đây. Mỗi bên chất trời hai mặt như vậy nè, hai miếng như nè. Rồi quốc miếng chính giữa hai miếng nữa là siêu trong, complete ly cho nó sạch sẽ. Mốt mình sơn nữa mình bắt đầu mới đi đặt lên mới đi dây điện được. Trước mắt là fiberglass lại restructure nó chút xíu. Đó, các bạn thấy không? Từ một cái center console không có ra gì mình làm lại nhìn cũng được sống chuột clean đó, mốt sơn là bảo đảm bao đẹp luôn. Đây là thứ nhật tiếp tục anh em tụi mình lại giải quyết chiếc tàu nhỏ nha. Đó Văn nó đang hoàn thiện cái console này đây đó, mình đã đắp được cái fiberglass từ trước rồi, nay mình làm cái cửa nè. Văn nó đang làm cái frame, còn đây anh Đạt. Đạt ơi, đó Đạt đang giải quyết vấn đề plumbing đồ chùi rửa đồ ra không xiên không đó, mình tháo hết đồ trên tàu luôn rồi, phong đồ là tháo ra dơ quá phải chùi rửa sạch sẽ, mấy cái này là tháo hết, làm plumbing lại, làm mấy cái phong này lại hết, dây điện lấy lại hết luôn, repair dây điện luôn đó, cắt cái hatch mới bự hơn chút để có access làm cái hatch cũ nhỏ quá. Hiện trạng hiện giờ là vẫn trong giai đoạn tune up, nhưng mà chiếc tàu này sẽ xong rất là nhanh tại vì nó cũng không có nhiều, mình làm vậy nhưng mà nó không có khó đó. Văn cái này chắc đây hôm nay trời là quá là lạnh nên mình với Văn chỉ có hai anh em làm thôi, ăn Đạt nó trốn rồi lâu lắm rồi mới thấy Văn xuất hiện nha, bữa giờ nó cũng trốn mấy tuần lễ đi làm kiếm tiền sai chớp bỏ anh em rồi đó. Nay bắt chú đây hai thằng làm cái tàu nhỏ, hiện giờ là pha resin để mà fiberglass cái mặt này, cái mặt của cái hàm xăng nè, cái mặt trên của hàm xăng đây đó, với cái cây này là mình sẽ dùng để mình làm rod holder của đằng sau cái lightwell. Đây xin giới thiệu với các bạn là cái center console anh em mình đã build xong hết rồi đó, mình đã review cái center console lại theo ý của mình rồi, mình chỉ chưa có sơn thôi, thì hôm nay là mình cũng đã sand smooth hết rồi, mất sand smooth hết rồi, chắc hôm nay là mình với Văn hai anh em sơn ở trong thử treo cốt ở trong coi sao. Thực sự ra trời lạnh quá treo cốt thì cũng không có good lắm, nhưng mà kệ nó, giờ phải treo cốt thôi, dưới 70 độ là take long time nữa mà nó kia, nhưng mà thôi kệ,
sơn thử coi nó như thế nào để mà mình có kinh nghiệm mình sơn ở ngoài. Tại đó giờ mấy anh em cũng chưa có bao giờ treo cốt mấy cái quỷ này hết, toàn là sơn tường nhà không mà chứ đâu bao giờ sơn tàu đâu. Hy vọng là sơn xong đừng bị hư, hư là chà rửa chua lắm. Rồi thôi giờ để bắt đầu rô cái thằng này. Ok, update tiếp anh em, mình đã rô fiberglass cái cây của cái rod holder với cái nắp bình xăng rồi. Nhưng mà tin buồn là hôm nay anh em chúng tôi không thể nào treo cốt được, bởi vì cái cục cái hũ quát adhesive của nó đã bị lạnh quá, nó đông cứng luôn rồi. 30 mấy độ đêm qua, hôm nay là coi như là cái bình quát này nó dành bỏ vô trong cái treo cốt để mà nó khô. Tại treo mà nó không có cái gì siêu lại để nó bị e là nó không khô được, nên cái cục quát này mà mình phải bỏ 1% quát adhesive này vô trong cái sơn treo thì nó mới khô được. Nhưng mà rất tiếc cái cục quát giờ nó quá đông luôn rồi. Thôi chắc phải để trời nóng mùa hè mới có thể sơn cái này được. Hoặc là vài bữa như thế nào đem vô nhà cho cục quát nó tan tự thì sao cũng được. Nhưng mà trước mắt là anh em mình đã rô một tấm 1808 với một tấm chop trend ở trên trên này. Đó, đây là cái mặt dưới của cái washly, cái này là mặt trên của cái nắp bình xăng. Đây là cái này là mình bỏ tới bình xăng mình tháo ra, mình chưa có bỏ vô nên là mình làm nắp bình xăng mới. Cái bình xăng cái nắp này cũ nó nặng quá. Bây giờ tới phần này, đây là cái cửa của cái này. Đó, cái cửa này giờ mình phải mất nó cho nó smooth rồi mình mới xem nó bằng phẳng được thì mình mới treo cốt được. Giờ hai anh em mất cái cục này đây.